Đây, góc này đây. Đây là nhà khác nhỉ. Tường vi. Tường vi là bao nhiêu tiền đấy bà chủ ơi? 5 triệu. Cái này thì bao nhiêu ạ? 3 triệu rưỡi. 5 tiền đấy. 3 triệu rưỡi. Nhiều khi là giờ án giãn rất là hợp lý mà. Tất nhiên cái này là siêu phẩm thì khó rồi, nhưng mà để các bác chơi gọi là có cái cây xung xuê trong nhà mà cũng có thế dáng đẹp đẹp là múc là ok đấy. Cái này thì múc được đấy, chân bệ là cũng có, có tội là chỉ thế thôi, đầy kia. Chậu hơi chật. Đấy, ông lấy cái này đi chợ nhỉ? Đi chợ rẻ, vừa bảo rẻ hơn chanh. Nhiều cây của anh em bán hộ. Làm. Đấy, liền cắt xong là cái gì bán hộ. Chạy rồi xuống để cưới không? Đấy, chạy hàng quá. Xuống để cưới không? Không nào đâu. Tạo. Kia. Cái này thì bao nhiêu ạ? 22. 22. Cái này. Cái này rồi. Vâng. 15 rồi. Cái này 22. Cái này hàng chậu đóng bánh. Đấy. 22 này. Kia là 15 nha các bạn. Dính kiểu vào đá ngày xưa đây này các bạn. Dính hết rồi. Đấy, nhiều cây lắm. Và đây này nhìn như cái dù cái ô ấy. Nam Điền da vàng. Cái này thì nhiều tiền không ạ? 16 triệu. Ông chủ đâu mà có mấy bà chủ ấy? À nằm. À. Rồi, ok, 16 triệu các bạn. Bà chủ cũng rất là duyên dáng. Đấy, mặt này nhìn như bệ bãi nó ghê chưa? Như cái dù, cái ô á. Đây, các bạn nhé. Số liên hệ đây. Nhá. Nhiều cây lắm. Túc, đây là túc. Đó là ngủ đi, tí đi em hút hả? Xì cơ không hút à? 30 à? Ok, xin bác ngủ tiếp đi nhá. Vẫn là Trinh nhỉ? Gì nhỉ? Trinh số này rồi. Rồi kỷ niệm bao thuốc quá ạ. Mấy hôm nay ốm có hút đâu. Nó tình cảm quá. Tình cảm nhận.
Cái sung bao nhiêu tiền bác cả nhỉ? Sung 4,5 triệu. Rẻ thế, bán rẻ. Thôi bán rẻ, cây nhà làm giá. Chỗ chỗ xi măng đúng không? Hay là chỗ ấy? Chỗ xi măng nhìn giống chỗ tàu lắm. Làm y xì chỗ tàu. Tưởng là chỗ tàu thì lại mất bố gần 2 triệu tiền chậu. Nếu mà là đời mới mình cứ thì... nhà có là 200 cây sung như này. Kinh nhỉ, quả như bằng nắm đấm. Quả. Ôi, nghe chưa? Quả thật đấy, không phải quả treo đâu. Quả thật. Lúc nào cũng có. Biết lứa này chưa? Thế dâm bụt thì bao nhiêu ạ? Dâm bụt 1 triệu. 1 triệu à? Công nhận rẻ thật. Hình như sáng một xe là hết rồi sao? Ừ, bán mấy cây rồi. Đây. Mời liên hệ đây. Đúng không? Số này của vợ. Là số của vợ. Là số 0978 844 368. 0978 844 368. Rồi. Để đừng có gọi cho vợ nhé. Số của vợ. Dạ. Đây. Rồi, lộc vừng thì bao nhiêu nhỉ bác nhỉ? Cái lộc vừng 1 triệu 2. 1 triệu 2. Đấy, ngồi đá nhất thì đâu được. Đá bóng hay đá bóng? Úi dồi, kinh điển đấy. Đổ sâu đấy. Đẹp lên trên nữa tôi. Sâu mình đẹp lên. Bao tiền đấy bác cả? Đẹp trên nữa tôi mà đẹp. Bao tiền? Này bán giao lưu thì 1,8 triệu thôi. Giao lưu chủ giao. Đẹp quá nhỉ. Đấy. Quay kỹ vào. Ghi vào. Sao để mỗi chỗ ok thế? Hả? Để mỗi chỗ ok à? Ừ. À, bác Hoàng, bác Hoàng Hoàng Hưng đọc số giao lưu này. 0936 0936 0936 80 rồi. 6659 rồi. Ok. Giấy tím. Giấy tím đẹp. Đấy. Sơi đi, anh em sơi đi. Đá mềm như cây. Đấy. Cho các bác nhìn thấy cái quả sung này nó phê không? Ừ. Phê không này. Quả nắm đống. Quả nắm đống thì hơi điêu nhưng mà đấy. Phê quá. Quả to ghê. Xe. Mẹ vừa không? Đấy. Sung đây. Anh em nhào vô nhá, gọi nhá. Rồi, ok. Chạy sang đây cái. Xe đúng lối xe vào. Giấy tím là giấy Mỹ. Cái xì bán nhanh thế nhỉ? Bán cho Cường nhanh thế. Đây đẹp, đây đẹp. Thằng Minh nó lại bốc mất luôn. Đấy. Nó lên nó lại gặp. Anh có em mua thêm. À, đây à? Ở đây không phải à? Cả con đấy. Hàng mới luôn. Con này thì bao nhiêu anh? Này là 32 triệu. Đó. Quẩy gì? 2 lít. Đâu, đâu cây nào đấy? Đấy là giá tụt quần rồi đấy. Tụt quần cũng còn giá đấy. Đấy, 32 triệu. Con này giờ bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Con này giờ bao nhiêu ấy? Bắt bằng thành. À gửi ạ. Thành giờ này vào cây ác nhỉ? Hôm chắc cứ vừa mang về còn chưa kịp làm gì, chưa kịp cắt, chưa kịp lọc rễ. Sao viết vừa thính thế?
Nó bảo khỏe em rồi. Nhưng mà khoe khoe ấy à? Nó sang nhà. À, đúng lúc luôn à? Đúng lúc chàng về. À, mẹ vừa thấy khoe nó mất rồi. À, chưa kịp khoe. Lúc ấy nó lồm nhồm nó còn hơi khó nhìn. Đẹp lắm, cắt lọc là đẹp, hơi lòi mắt. Nó ta là cắt đồ lòi chứ không biết được sang rồi. Ừ. Nó có điện ra nó bảo, nó sang bật nhá nhìn bảo. Đây à, cái con này là bốc luôn rồi. Con này vừa nãy là bảo giá là bao nhiêu nhỉ? Mẹ bảo giá hơn 30 cơ. Nhưng bảo là cho ông đấy là nếu mà anh lấy được thì em lấy 27 triệu. Trả 20 rồi mà không được đúng không? 20 mình được có triệu bạc anh bảo là con này làm đến cổ em ạ. Con này bóc lấy ra này, băng này ra đây này, xong rồi ghi đây xuống thêm. Thế hôm qua anh mới mang về đấy, anh chưa kịp làm. Dạ. Ác chiến đấy. 20 triệu. Ừ. Có em mua thêm. Giờ cảm giác đem 20 triệu chả mua được cái đích gì. Dạ. Phải đồ đẹp. Con này thì bao nhiêu? Con này 35 triệu. 35. Đấy. Toàn hàng mới nhỉ. Toàn hàng mới nhỉ. Mà lắm. Cổ đẹp. Cổ đẹp. Nhanh chứ. Kính lắm. Rồi. Rồi về đây. Đấy. Lo rồi chỉ đi về. Anh ạ. Thua hết. Rồi thua hết. Đập cương liều mà đâm đầu vào tường. Thua. Đâm đầu vào tường. Thua hết cương cao bồi. Các thợ cây mất lượt hết. Anh muốn đi em bây giờ. Ok các bác, để sang mua.